Dạ vâng, em Minh Ô Tô xin kính chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em lên sóng cho bác xem và tham khảo mẫu xe Daihatsu Lacetti không nhá. Con này lên form mới rồi con nhá. Form mới rồi. Tất cả đây ạ, phần mắt đèn sáng sủa các bác nhá. Và con này lên full đồ rồi con nhá. Tất cả phần gương kia, gương chiếu hậu kia thì là bình thường là không có xe nhạc tích hợp trên gương đâu con nhá. Thì chủ xe họ độ lên xe nhạc tích hợp trên gương luôn. Đó, và tất cả phần gương đấy họ ốp mạn chrome con nhá, nhìn nó rất là nổi xe. Cái nữa là phần màn hình cam lùi đầy đủ hết các nhá, màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ hết, con này full đồ rồi. Để các bác xem tất cả phần đèn các nhá, còn rất là sáng này, đèn pha này, đúng không ạ? Daihatsu Lacetti nhá, đời 2008 form mới các nhá, đời 2008 form mới, đăng kiểm còn khá dài các nhá, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2021 các nhá. Đó, và tất cả đây phần kính này họ dán phím nhiệt các nhá. Đó, tất cả là dán hết rồi, không nhìn ạ. Ngồi trong xe lúc nào cũng được mát nhá. Đó, không sợ bị ánh nắng lắng hắt vào. Tất cả đây, form nói chung là form dáng đẹp quá nhá. Form dáng đẹp quá nhá. Đó, đẹp luôn, tất cả đây phần tay lắm mở cửa đây. Các bác nhìn vào rất là mới nhá, không nhá, rất là mới này. Đó, từ phần lắp bình xăng đây, cái mạn ốp mạn bình xăng đây, lắp mở lắp bình xăng vào đây không nhá. Thì là họ cũng độ lên này, tất cả những cái chi tiết mạng chrome đây ạ, ốp vòng canh xe này, cái phần này em nhìn này rất là mới nhá các nhá. Đó, mạng chrome ốp đằng sau này, nhìn con xe nó nổi hơn, nó đẹp hơn các nhá. Dạ vâng, đây là một mẫu xe Daihatsu Lacetti đời 2008 form mới các nhá. Con xe bên em bán giá là chỉ có 138 triệu thôi. Đó, tất cả đây phần mắt đèn đằng sau cũng khá là sáng này các nhá, khá là sáng sủa đây. Đó, nguyên bản theo xe này. Tất cả phần lốp láp còn tương đối là dày nhá, tương đối là dày này, đúng không ạ? Đó, tương đối dày. Trang bị la răng đúc đầy đủ hết các nhá, la răng đúc đầy đủ hết. Nói chung là mẫu xe khá đẹp luôn các nhá, khá đẹp luôn. Rồi, khá đẹp này. Tất cả được trang bị la răng đúc đầy đủ hết các nhá. Đây, tất cả những phần tay lắm mở cửa này, nó rất là đều như nhau này. Đây, phần này là họa độ lên các nhá, mạn ốp gương này, ốp mạn lốc này là họa độ lên này, và cái xe nhạc tích hợp trên gương này. Đó, nói chung là con này full đồ rồi nhá. Đó, full đồ rồi. Rồi em sẽ đóng mấy cánh cửa vào nhá. Em đóng mấy cánh cửa vào. Đây em sang kia em đóng. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên hóa tu cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để xem mẫu xe mới nhất ở bên em thường xuyên cập nhật nhá. Bên em rất là nhiều xe về nhá, rất là nhiều xe về. Nói chung là nội thất đây các bác nhìn ạ, cũng khá là sạch đẹp đúng không ạ? Từ phần tắp ly cửa bên kia các bác nhìn ạ, đằng sau lỉ nguyên bản các nhá. Đó, lỉ nguyên bản này, trần cũng nguyên bản, trần lỉ này. Đó, đây các nhìn này, nội thất cũng khá là sạch sẽ nhá. Từ phần tắp ly cửa bên kia, cái phần da là rất là đẹp các nhá. Đó, đây tắp ly bên này đây các nhá, tắp ly bên này đây ạ, cái phần vân gỗ này nguyên bản này, đây các bác nhìn da rất là đẹp nhá. Đó, đúng không ạ? Đây em cho bác xem phần hàng ghế đầu tiên nhá, hàng ghế đầu tiên đây các nhá. Đó, từ phần tắp ly bên kia. Đó, da rất sạch đẹp luôn nhá, nội thất sáng sủa đúng không ạ, nội thất khá đẹp luôn. Dạ vâng, đây là một mẫu xe Daihatsu Lacetti nhá, đời 2008 form mới. Con xe này bên em bán giá là chỉ có 138 triệu thôi coi nhá. Đây ạ, cam hành trình đầy đủ này, chủ xe độ lên này, con này full đồ luôn, màn hình cam lùi đầy đủ hết coi nhá. Đó, đây là hơi bẩn bụi thôi coi nhá, lau là sạch thôi. Đó, phần là táp lô đây ạ, phần táp lô thì họ cho một cái chắn nắng coi nhá. Đó, đây các bác xem táp lô rất là sạch đẹp này. Đây ạ, táp lô khá là sạch nhá. Đây, cái phần này là dán để dán cái này thôi nhá, mình thích mình bóc ra. Đó, bóc ra được còn thoải mái quá nhá. Táp lô sạch sẽ này, phần vân gỗ này coi nhìn này, rất đẹp này. Bên này đây ạ, bên này cũng vậy nhá. Đó, đấy ngon lành hết đây ạ, đầy đủ hết đây. Giờ nói chung là khá là ok nhá. Dạ vâng, một mẫu xe thương hiệu của Hàn Quốc nhá. Đây ạ, cho bác xem form xe này nhé. Dòng này khá lành xe luôn các nhá, khá lành xe luôn. Form của nó các bác nhìn này, form rất là căng nhá, rất là đẹp nhá các nhá. Đó, dòng này rất là lành xe luôn. Đây, em mở luôn cái cốp capo lên nhá. Đây, tí để em vào cho bác xem máy luôn. Cho bác xem phần cốp trước nhé, cốp phải đồ đằng sau này.
Dạ vâng, 138 triệu, nói chung là cái giá nó tương đối hợp lý đúng không ạ? Quá hợp lý rồi. Thì phần táp lô này các bạn nhìn này, khá là sạch đẹp quá nhá. Khá là sạch đẹp này. Đây là lỉ liếc nguyên bản này. Bên dưới đây các bạn nhá. Bên dưới đây, phần này đây. Sáng quắc luôn này. Các bạn nhìn này, sáng quắc này, đúng không ạ? Sáng quắc luôn này. Đây là hơi bẩn bụi một tí thôi. Tất cả phần keo nhà máy nguyên bản này. Đúng không ạ? Những phần tôn vỏ nó sáng quắc luôn. Các bạn nhá. Đó. Ở bên dưới đây, dán 3D đây các nhá. Dán cái giấy chống ồn các nhá. Đây. Cho bác xem phần khoang máy động cơ nhá. Máy móc của nó thì các bác khỏi bàn rồi. Máy móc ngon các nhá. Máy móc thực chất luôn. Dạ vâng, vậy các bác nào ở xa có thể liên hệ trực tiếp trên số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 các nhá. Đây các bác nhìn ạ. Phần cam hành trình đâu nhá, nó đang dọi thẳng đây, các bu đây đúng không ạ? Đó. Màn hình âm thanh hay này. Sơn tay luôn. Đó, em tắt nhạc đi nhá. Đó, đây là cam hành trình đấy ạ. Trước và sau luôn nhá, có nhá, có hai chế độ này. Cái này nó sẽ dọi về đằng trước và cái này sẽ dọi về đằng sau. Đó, đây là cam lùi cho bác này. Cam lùi led căng này. Đó, các bác nhìn cam lùi chưa? Cam lùi rất là led luôn các nhá. Đó, đầy đủ hết, không thiếu gì cả các nhá. Đúng không? Tất cả đây, phần màn hình, cam lùi đầy đủ hết các nhá. Phần táp ly đây các nhìn khá đẹp luôn đúng không ạ? Xe nói chung là tương đối ổn định các nhá. Sau đây em cho bác xem phần khoang máy động cơ các nhá. Phần máy khoang máy động cơ luôn. Máy móc thì ok rồi nhá. Máy móc kìa. Máy móc lỗ ok này có nhá. Máy móc hoạt động ngon lành có nhá. Khá là êm đúng không ạ? Đó. Dạ vâng, đó là tổng thành xe Daihatsu Setti các nhá. Một nữa mình ô tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video em nhé. Hẹn lại bác video sau. Thân ái, chào tạm biệt các bác.